thầy sửa cái đề 6. Thì cái đề 6 này thì thầy sửa hơi nhanh xíu. Thì kiến thức nào cũ thì thầy lướt qua, kiến thức nào quan trọng mới thì thầy sẽ chấm lại chút nha. Sửa đề 6. Một à. Đọc vô là thấy nón. Nón nha. Tính tệ tích của nón tức là V nón. Công thức này V nón này bằng 1/3 V R bình H yeah. Đường cao là 2A là 1/3 V bán trên đáy là A tức là A bình H là 2A. Thì đáp án là bao nhiêu? 2/3 B A mũ 3. Đáp án A 2. Cho bảy ABCD là hình vuông. Hình thể tích à? Thể tích của chó bằng 1/3 diện tích đáy ABCD nhân chiều cao là FA. Dạ. Bình vuông cạnh A và diện tích của nó là cạnh bình, tức là A bình. FA nó cũng cho là A luôn. Thì bằng cái gì? A mũ 3 chia 3 chọn D. Đó, 1, 2 dễ lướt qua nhanh. Câu 3. Một vector chỉ phương hàng delta thì lấy 3 số dưới nha. 3 số dưới bao nhiêu? 1, 2, 5. Tức là chọn A. Câu 4. Log cơn số 2 của A chia B bình thì mình biết là log chia log đó là log trừ, log chia log là log trừ, log a trừ log b bình. Dạ, cơ số vẫn là cơ số 2 nha. Làm bằng tiếp rồi log 2a trước lại số 2 thì đưa ra phía trước 2 lần log 2b chọn nào? Log 2a trừ 2 lần log 2b chọn C ha. Số 5. Mặt phẳng trung trực của vector AB A ta đoạn là nhiều trừ 2 trừ 1 3 B là nhiều 0, 3, 1. Dạ yeah. Mặt phẳng trung trực này, mặt phẳng trung trực và mặt phẳng vuông góc với AB và đi qua trung điểm AB nhé. Vuông góc với AB thì cái vector phát tuyến của nó chính là vector AB luôn. Được chưa? Rồi qua M là trung điểm AB, chia ra M là nhiều. Muốn tính vector AB thì lấy B trừ A nha. 0 trừ cho trừ 2 là 2, 3 trừ cho trừ 1
là 4, 1 trừ 3 là trừ 2. Có thể mình rút gọn đi Trâm, xem đề bài nó có rút gọn, nó có rút gọn. À biết là không, Tuyến là cái AB luôn, họ đi xuống điểm nha. Lỡ đi xuống điểm cũng được. Xuống điểm còn lại chia 2, không cộng trừ 2 là trừ 1, 3 cộng trừ 1 là 2, không cộng trừ 2 là trừ 2, chia đôi là trừ 1 nha. 3 với trừ 1 là 2, chia đôi là 1, 1 với 3 là 4, chia đôi là 2. Rồi cái vector phát tuyến là 2, 4 chia 2 thì mình có thể chọn một cái vector phát tuyến khác nó ngắn hơn chút cũng được ha. Rút gọn thì rút gọn cho 2 hết, tức là 1, 2, trừ 1 cũng được, 1, 2, trừ 1. B chắc là mặt phẳng, chung trình là mặt phẳng có vector phát tuyến là vector AB đi qua cái trung điểm AB. Giờ đề bài không yêu cầu viết chung trình mặt phẳng, đề bài chỉ kêu tìm cái vector phát tuyến thôi, thì lấy vector phát tuyến là AB có thể rút gọn nha. Vector phát tuyến được quyền rút gọn, điểm nó không được rút gọn nha. Như đây là trừ 2, 2, 4 không được rút gọn nữa nha. Rồi câu 6, cộng số nhân cấp số nhân thì mình đã biết là muốn tìm công bậc quy á thì cứ lấy u sau chia u trước. U sau là bao nhiêu? Trừ 2 chia cho 1 là trừ 2 chưa? Rồi đối với cấp số nhân thì ta có điều này, ví dụ như là u 2019 đúng không? Được chưa? U2019 sẽ bằng U1 nhân cho quy mũ bớt 1 đi, 2018. Được chưa? Được chưa? 2019 thì bằng U1 nhân nha quy mũ 2018. U1 là nhiều, U1 là 1, U1 để cho là 1, quy là nhiều, quy là trừ 2, mũ 2018. Mà 2018 là số chẵn đúng không? Dấu trừ mà mũ số chẵn coi như mất dấu trừ, tức là 2 mũ 2018. Cái 6 mình chọn nào? Chọn D. Sau D ha. 7. 7 là khó nè. 4 nhưng mà nó bầu ra nên là bậc 4 rồi bậc 2. Được chưa? Bậc 2 nó sẽ vậy. Này bậc 2 nè. Bậc 4 nè. Đó, bậc 4 nó sẽ giống như U hơn. Và bậc 2 nó giống như V hơn. Đó, sao cái đó là cái cảm giác ban đầu nha. Còn cụ thể mình vô mình tính. Rồi ở đây mình nhìn coi cái chỗ này là cái số nè, cái điểm này là sao,
khi x bằng 0, x bằng 0 thì y nó bằng trừ 2. Được chưa? Đó. Điểm này nè, x bằng 0 thì y bằng trừ 2. Dạ, chiếu vô chụp x thì bằng 0, chiếu vào chụp y là trừ 2. Thì mình thế vô, thay vô 4 đáp án rồi. Thay vào 4 đáp án, mình thấy thằng nào đúng hết. Được chưa? X bằng 0 thì thằng nào đúng hết. Rồi, nhìn bài này á, từ cái hình thi ra, hình thi ra có một cực chì, có một cực tiểu thôi đúng không? Cái này là cực tiểu đúng không? Cực tiểu đó là gì? 0 trừ 2. Có một cực tiểu đó, được chưa? Rồi cô thử câu A nha. Thử đáp án A, y bằng x bình trừ 2, chia là y phải bằng bao nhiêu? Y phải tức là 2x đúng không? À. Rồi cho nó bằng 0, tương đương x bằng 0, suy ra y bằng trừ 2. À, thế đây trừ 2, thấy có hợp lý đúng không? À. Rồi rồi câu A cũng hợp lý, câu B thì làm rất là tự nhiên nha, câu A cũng hợp lý là nhận nè. Câu B mình làm cũng giống vậy nha. Y bằng x mũ 4 cộng x bình trừ 2, thì là y phải bằng cái gì? Đầu hàng lên 4 x mũ 3 cộng về 4 x mũ 3 cộng 2 x dạ rồi cho bằng 0, x bằng nhiều? Thử B nha, đầu hàng về 4 x mũ 3 cộng 2 x bằng 0, bấm máy sẽ ra nhiêu? X bằng 0. Nó chỉ ra một điểm thôi nha. X bằng 0 suy ra y bằng nhiêu, thế là gì? Y cũng bằng trừ 2. Tạm thời cũng nhận luôn. Được chưa? Thử C, mình tính luôn y phải cho nhanh nha. C y phải là 4x mũ 3 trừ 2x cho bằng 0. Nó ra đây 3 nghìn x rồi. X bằng 0, x bằng bao nhiêu? Cộng trừ căn 2 phần 2. Cái này nó ra 3 cái điểm cực chì rồi, nó là ra tới 3 cực chì rồi. Loại nha, loại, loại. Vì 3 điểm cực chì. Rồi thử D, y phải bao nhiêu? Y phải là bằng 2x cộng 1 cho bằng 0, tương đương x bằng trừ 1 phần 2. Loại luôn vì cái điểm cực chì của mình á là 0 trừ 2 đúng không? Loại, loại nha. Loại vì sao? Vì cái điểm cực chì của mình đó là x bằng 0, y bằng trừ 2, x bằng trừ 2 là không đúng rồi, được chưa? Này ba điểm gì là sai, thằng này có một điểm cực chì nhưng mà nó không phải là bằng không. Vậy hai cái a b cái nào đúng hơn? Được chưa? Nhìn thầy theo thầy vừa mới nói cái gì nó giống chữ v thì là bằng 2, cái gì giống chữ u thì là bằng 4, chắc chắn bằng 4 đúng, nhưng mà cái đó là cảm giác thôi nha. Bây giờ thì chỉ biết rồi.
Đây có thấy cái điểm này không? Từ đây đến đây là trừ 2 rồi chia một nửa là có thể trừ 1 không? Và từ đây qua đây chắc là 1 nè. Được chưa? Thì mình đoán là cái điểm này là sao? X bằng 1, Y bằng 0. Điểm này là khi X nó bằng 1 thì Y nó bằng 0. Được chưa? Vậy mình thử vô A với B là đúng. X bằng 1, Y bằng 0. B đúng. Được chưa? X bằng 1, Y bằng 0. Thì là chọn B. Được chưa? Chọn B. Có thể ngay đầu mình thử cái này luôn nè. X bằng 0, Y bằng 2. Và X bằng 1, Y bằng 0. Thì lúc đó sẽ có câu câu D nó đúng và câu B nó đúng. Hồi nãy khi mà thử luôn hai điểm nha, thử 0 trừ 2 và thử 1 0 luôn á, thì thấy câu D nó đúng và câu B nó cũng đúng. Lúc đó mình phải đào hàm ra mình suy luận ha. Còn giờ mình thầy kia thầy giảng thì cứ giảng đủ hết, thì do em nhạy bén em thấy cái nào nhanh em làm ha. Đó, nhớ điểm này. Còn kinh nghiệm của thầy á, giúp cho mấy em á, cứ ba là buồn mà nó cứ bật á là bật 4 một vị trí. Được chưa? Mấy muốn làm bài này á thì làm như vậy nha. Làm lại được nè, làm lại được câu 7 nè, làm nhanh nè. Được chưa? Nhưng mà làm nhanh nó kèm rủi ro ha. Làm nhanh. Được chưa? Làm nhanh nha. Cứ thấy chữ U phải là bậc 4. Được chưa? Bậc 4 có một điểm cực trị. Được chưa? Bậc 4 có điều điểm cực trị, tức là nếu mà Y bằng AX mũ 4 cộng BX bình cộng C nếu có 3 điểm cực trị á, 3 điểm cực trị á, thì A, B là như thế nào? Ai còn nhớ? A, B là trái dấu. Đi ra, muốn mà điểm gì trái dấu muốn có một điểm trị sao? Thì A, B và lớn bằng 0. Được chưa? Vậy bậc 4 có một điểm cực trị, tức là A, B phải lớn hơn hoặc bằng 0. Thấy chữ U là bậc 4. Bậc 4 có một điểm cực trị. Được chưa? Vậy A, B phải lớn bằng 0. Rồi, bậc 4 có một điểm gì AB đúng không, đúng không? Thì mình chọn của B. A nhân B là hai số này là 1 nhân 1 lớn 0. Chọn ngoài không đúng. AB âm tức là 3 điểm gì. Đó, làm nhanh là vậy nha. Còn này là công thức từ từ. Câu 8. Tranh thủ vô bạn đây làm tiếp. Rồi câu 8 khó nha. Tuyến phương diện mặt cầu tâm y mà tiếp xúc là mặt alpha. Cầu S đây, tâm y đây, tiếp xúc với mặt thẳng alpha. Tiếp xúc nha. Dạ. Hơi vẽ vậy cho dễ hiểu. À, vừa chạm đi, không chạm ngay giữa mặt phẳng, chạm ngay cạnh nó luôn ha. Rồi, vậy mình sẽ đo từ Y xuống H, xin lỗi, đo từ Y xuống alpha. Dạ, yeah. Bán kính là cái đặt này. Bán kính chính là khoảng cách từ Y xuống mặt phẳng alpha. Bán kính là bán kính mặt cầu nha, chính là đoạn IH này đi ha, chính là khoảng cách từ Y xuống mặt phẳng alpha.
được chưa? À. Bán kính bằng khoảng cách từ y xuống một khoảng vàng. Rồi làm sao? Lấy y thay vô alpha, rồi thay vào cái chỉ tuyệt đối ở đây, như cái cần. Đó, khoảng cách của điểm đến mặt phẳng là chỉ đối chia cần. Rồi y vô thay vô alpha nha. 1 thay vô x, rồi ghi luôn alpha, mặt phẳng alpha là x trừ 2 y cộng 2 z cộng 2 bằng 0. Tập y nha. 1, 2, 5. Rồi lấy y thay vô alpha, lấy y thay vô alpha nha. 1 thay vô x là 1 nè, 2 thay vào y nè là trừ 2 nhân 2 nè, 5 thay vào z nè 2 nhân 5 cộng 2 nè. Dạ lấy y thay alpha mà thay vào vế trái nha, thay vào vế trái của alpha. Rồi chia căn của gì? Căn của alpha nè, một bình số y đi z bình phương nè, một bình trừ 2 bình, 2 bình, một bình cộng trừ 2 bình cộng 2 bình, có mấy là nhiều? Nhẩm nè, 2 nhân 5 là 10, 10 13, 13 trừ 4 là còn 9, ở trên là 9, ở dưới căn 9 là 3 thì bằng 3. Cái phương trình mặt cầu chính là bình phương cộng bình phương cộng bình phương bằng r bình phương. Mấy r bình phương tức là 3 bình tức là 9. Bình phương cộng bình phương cộng bình phương bằng 39 bình phương. Trong 3 bằng r tức là x trừ y trừ z trừ. Trừ cái gì? Trừ cái tâm, trừ cái tâm y. 1, 2, 5 cha, nhìn dấu nào. Cái câu của C cha, là câu C nha. Rồi, câu 9. Từ trừ 3 đến 3 có mấy điểm trị thì cái đồ thị nó như vậy. Wow. À. Điểm cơ chi là cái đỉnh, không cần biết nó nhọn hay là nó tròn hết nha. Đây là một điểm cơ chi, đây là một điểm cơ chi, đây là một điểm cơ chi. Suy ra 3 cực chi nha, 3 cực chi. Đây là cực đại nè, đây là cực đại nè, đây là cực tiểu. Không cần biết nó tròn hay nó nhọn nha. Cứ có cái đỉnh, đỉnh trên là cực đại, đỉnh dưới là cực tiểu. Còn hai cái đầu này không có tính nha. 3 cực chi. 3 cực chi suy ra 3 điểm cực chi. 3 cực chi là cái y cực chi đó. 3 điểm cực chi tức là cái x cực chi đó. Được chưa? Thì 3 cực chi nó ứng với 3 cái x cực chi tức là 3 cái điểm cực chi. Thì mình chọn đáp án nào? D. Dạ, xin D. Rồi tiếp tục qua bài này, chẳng thủ bô lên đây. Cứ qua bạn nào thì bôi bạn kế tiếp.
Cô 10. Rồi. Xin đoán là đúng. Thầy xét từng đáp án nha. Chọn câu đúng không? Mấy cái bài kiểu này làm kỹ nha. Không có xem xét kỹ dễ sai lắm á. Mấy đứa học giỏi hay bị sai cái câu như vậy. Đó nè. Phần đề án B. F is. Bỏ cái viết đi nha, rối quá. F hay được rồi. F trừ chia tuyệt đối. D x thì bằng cái gì? Vô đề án B. F D x trừ Jun án B và D. Mày đúng hay sai? Sai. Vì nếu chưa biết F nó nằm trên G, khi nó cho cái hình vẽ, nếu mà F nó nằm trên G nằm dưới thì mình được tách như vậy. Nếu chưa biết F lớn hơn G thì không được bỏ dấu chia tuyệt đối. Khi nào mình phải biết F nó lớn hơn G rồi thì mình được bỏ dấu chia tuyệt đối. Được không? Hoặc là mình biết cái này nó dương rồi thì mình mới được bỏ dấu chia tuyệt đối, lúc đó mới tắt là được vậy. Được chưa? Rồi. Theo tôi thấy là câu B đúng. Được chưa? Tương tự như vậy. Câu B thì không có dấu chia tuyệt đối. Dạ. Rồi. Không có dấu gì đó thì được quyền tắt. À, đúng nha. Đúng. Vì không có dấu gì đó thì được tắt là bình thường. Được chưa? Rồi lại phân tích tại sao không sao. Khi mấy em làm trắc nghiệm á, mấy em đi thi á thì mấy em thấy cô B đúng là mấy em chọn cô B thôi. Làm tiếp. Được chưa? Đồng thời đánh dấu lại câu này để lát nữa mà mình đến cái câu ý rồi hoặc là những cái chỗ mà mình không làm được nữa thì mình sẽ rà soát lại những cái câu mà nãy giờ mình làm lướt qua nó nhanh quá để cho chắc ăn một chút, sau đó mới lấn tới những cái câu mà phải giải dài dòng được chưa. Thông thường cái đề 90 phút thì mem làm khoảng chừng 30 phút đến 45 phút là mem làm hết vốn của những cái câu mà mem đã biết, coi như hết vốn rồi đó. Còn 45 phút lại để dành suy nghĩ những cái câu nó khó, những câu chưa gặp, những câu phải giải dài dòng. Đó, thông thường là vậy. Thông thường đề 90 phút, 30 đến 45 phút là xong những câu mình đã làm, đã biết, đơn giản, xong. Còn 45 phút sau là để dành cho những cái bài giải dài dòng chút, những câu lạ xíu, những câu mình phải mày mò chút. Thì đứa nào mà bình thường hàng ngày càng giải nhiều đề càng gặp những cái câu lạ thì khi vô thi thì mình không sợ những câu lạ nữa, vì những câu lạ mình làm càng nhiều thì những câu mà chưa biết nó càng ít. Còn những đứa lười á, hàng ngày cứ chơi cho đã xong hoặc là thích làm những cái câu mà dễ, thích làm những cái câu mà đã biết rồi á thì đi thi những câu đó là hết vốn là dừng thôi. Rồi, thầy khuyên là nghe cái câu C là sao nó sai. Câu C giống như câu A. Từ A tới B ha. F trừ G hoặc đơn D X. Nhưng mà nó có dấu chia tuyệt đối ở ngoài. Đó. Thì có dấu gì đỡ ra ngoài cũng không được bỏ luôn.
được chưa? Có cái dấu ở ngoài khung gì đó ngoài không được bỏ luôn chưa? À chưa biết. F lớn hơn G không được bỏ dấu gì thì đổi gì ra sai chưa? D D cũng giống vậy thôi. D tương tự dạ. D sai vì chưa biết. À, F lớn G được chưa? Suy ra không được bỏ dấu gì đâu. Tóm lại muốn đúng dấu gì đối bỏ là phải biết chắc chắn là thằng trước trừ thằng sau nó dương, thằng trước nó lớn thằng sau, hoặc biết chắc chắn là thằng sau nó lớn thằng trước khi bỏ thêm dấu trừ. Được chưa? Khi bỏ là phải biết dấu của nó được phải bỏ, dấu dương thì bỏ luôn, còn dấu âm thêm dấu trừ không, còn bình thường nó cũng bỏ nha. Câu 11 ồ, câu 1 này hơi kỹ nha. Câu 11 cái hình nó giống giống hình này nhưng mà vẽ nó đàng hoàng lắm. Vẽ nó đàng hoàng lại trên 4 dưới 4 trái 4 phải 4 vẽ nó đều lại không ít vì đã đàng hoàng lại rồi trừ 1 1 đây là 1 đây là trừ 1 trừ 3 trừ 3 có những cái điểm quan trọng sau màu sắc này ha. Hai hai đây 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 rồi còn lại là chỗ này nữa đó. Cái này bậc 2, bậc 2 giống như chữ V, còn bậc U ngay cái đầu là bậc 4 ha. Cái nó bậc mấy vậy? Rồi, khỏe. Nghịch biến cái khoảng nào? Nghịch biến trên đâu? Đối cái đề này nó cho là em biết nha. À, biết. Biết biết thuộc khoảng nào? Chà, nghịch biến là y đi xuống. Y đi xuống. Biết thuộc khoảng nào? Được chưa? Rồi. Y đi xuống đây. Cây đi xuống, hai cây đi xuống đây, thì ít nằm ở đâu? Ít tướng của nó là nằm về đây, nằm về đây, dạ, thì đến đây là trừ một nè, một nè, rồi đến đây là 2 3 nè, được chưa?
chọn nào? D ha. Kiểm tra xem clip nó còn làm việc không. Vẫn làm việc. Tìm tất cả các nguyên hàm. Tìm tất cả các nguyên hàm nghĩa là tìm họ nguyên hàm. Mà tìm họ nguyên hàm là phải có chữ C ha. Phải con zoom. Hiểu. Thấy căn đó, đặt căn bằng tay. Bình phương hai vế. Đạo hàm. Đạo hàm bên đây là 3, đạo hàm bên đây là 2T nha. Vậy DX sẽ bằng cái gì? 2T chia 3 TT. Và cái này sẽ hoàn thành 1 căn là T nha. T DX bằng cái gì? Bằng 2T chia 3 TT. Cứ gọn tay với tay này. Còn 2 phần 3 tên tên. Nguyên hàm của số thì mình nhân thêm ít thôi. Nhưng mà đây là biến tay nhân thêm tay. Chưa? Khi lấy nguyên hàm sang bằng C, 2 phần 3 tay. Mà tay là cái gì? Mà tay là cái căn đúng không? Chả là. À, nhìn giống nào? Chọn B ha. Chọn B 13. Chính x cộng 1 trừ 3x cộng 1 trừ 30 bằng không. Vậy mình xử lý cái này. Tách số ra khỏi mũ nha. 9 mũ x cộng 1 tức là 9 mũ x nhân cho 9 mũ 1. 3 mũ x nhân cho 3 mũ 1 trừ 30 bằng không. Được chưa? 9 mũ x 9 mũ x tức là 3 mũ 2x nhân cho 9. 9 mũ x là 3 mũ 2x trừ 3 mũ x nhân cho 3 trừ 30 bằng 0. Rồi. Nếu mà đặt 3 mũ x bằng T rồi suy ra điều gì? Vậy đây chính là T bình nhân cho 9 trừ T nhân 3 trừ 30 bằng 0. Giống nào? Nhìn này không quen, đổi lại 9 T bình trừ 3 nhân T trừ 30 bằng 0. Chọn nào?
9T bình chiều 3T chiều 30. Sửa lại đáp án B nha. Sửa lại cái đề 10 đi cho nó khớp. Cho nó án 13, 13, 13 B đúng không? 13A. À, đã không có sai. Chà. Rồi bây giờ là thấy không dấu nào đúng không? À. Rồi giờ rút 3 làm trên tự chung. Hay chia tất cả cho 3. Rút gọn cho 3. Chà, vậy đây là 3T bình trừ T trừ 10 bằng 0. À, một quả nó chết nha. 3T bình trừ T trừ 10 bằng 0 là đáp án A. Dạ. Ở câu 14. Thầy cố gắng cho mấy em giải những cái đề mà đề này nó khác đề kia càng nhiều càng tốt, để mấy em tiếp xúc được nhiều những bài nó là lạ, nó khó, nó phủ kín hết những cái kiến thức mà đã học. Từ cái số 1, 2, 3 đến 9 lập được bao nhiêu số cùng ba chữ số đôi màu khác nhau? Rồi. 1, 2, 3, 9. Có 9 số nha. Chú ý nếu đây có thêm số 0 nữa là có 10 số nha. Vậy mình không có sao số 0 đúng không? Bao nhiêu số cùng bao nhiêu số đôi một khác nhau? Chà, có nhiều cách làm. Nếu bạn nào hiểu chỉnh hợp vậy đó, khi sắp xếp số thì ví dụ số 2, 4, 7 nó khác 2, 7, 4 vì 4 ngoài nó khác 7, 4 nên giờ tức là nó có thứ tự, nó có tự tức là tròn. 3 trong 9 số mọi ngoặc có thứ tự nha, có phân biệt thứ tự nha. Dạ, có phân biệt thứ tự với nhau thì suy ra nó là chỉnh hợp của 3 chấm 3 là 9. Dạ. A không có C nha, có thứ tự là A mà không có thứ tự là C. Thông thường số là có phân biệt với nhau, hoặc là người mà ghi rõ tên, hoặc là người mà ghi rõ thứ tự, người mà có phân biệt nhiệm vụ thì cho thì là A, không nói gì cái chung chung hay là C. Được chưa? Còn hơn mình làm chọn A là chính cách. Dạ. Đây là một cách nha. À, chọn A, còn hơn mình làm theo kiểu bình thường, chọn A chính cách. Chọn B. Chọn B 8 thôi, vì B là khác A. Rồi chọn C là 7 cách. Vì C khác A, các B là khác nhau đúng không? Vậy đó, đó là nó có là 9 x 8 x 7 bằng nhiêu. Rồi mình dò đáp án thôi, xem trong 4 đáp án mình đáp án nào nó giống, đáp án nguồn. Nếu như 9 x 8 x 7 là bao nhiêu? Bằng 5 x 4. Rồi mình dò 4 đáp án nào bằng 5 x 4 mình chọn. Yeah. Còn bạn nào mà giỏi rồi thì biết là đây là chỉnh hợp, chọn 3 số trong 9 số có thứ tự nên là A 39, bấm máy là B, máy là bấm 9B3. Yeah. Nhưng mà vì ở đây đề bài thì chọn không ghi đáp án là số cụ thể nha, ta chỉ ký hiệu thôi, mình chọn B. Yeah.